Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Không còn công nhân nào của Thuận An ở một dự án. Khi thông tin trợ lý chủ tịch Quốc hội bị bắt vì liên quan đến tập đoàn Thuận An đang thu hút dư luận, thì trước đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, mới đây đã có văn bản gửi công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Thuận An về việc công ty này dừng thi công, không có nhân viên kỹ thuật cũng như nhân công tại công trường mà không hề thông báo cho chủ đầu tư tại các gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên, không còn công nhân nào của Thuận An ở một dự án. Trước thời điểm trợ lý chủ tịch Quốc hội bị bắt, phải chăng là một sự liên quan chưa được giải thích? Theo người lao động, khối lượng thi công của tập đoàn Thuận An tại gói thầu XL05 đạt 4% và gói thầu XL06 đạt 4,42%. Tập đoàn Thuận An dẫn lý do thiếu cát san lấp và không có nơi đổ thải khiến chưa thể triển khai thi công tiếp tại hai gói thầu trên và kiến nghị chủ đầu tư gỡ vướng. Giá trị hợp đồng cho cả hai gói thầu mà tập đoàn Thuận An đang đảm nhận tại dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên là khoảng 130 tỷ đồng. Trở lại với việc không có công nhân nào của Thuận An có mặt làm việc sau khi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phản hồi, tập đoàn Thuận An đã có văn bản chính thức. Báo Dân Việt trích thông tin từ văn bản phản hồi của Thuận An cho biết, hiện ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thuận An đã được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật kể từ ngày 5 tháng 4. Việc thực hiện hợp đồng thi công hai gói thầu, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục triển khai thi công tại hiện trường để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Nguồn trên trích thông tin từ Tập đoàn Thuận An nói rõ. Về nhân sự ban chỉ huy tại công trường, đơn vị này cho hay đã chỉ đạo chấn chỉnh, yêu cầu ban chỉ huy công trường phải có mặt tại công trường 24/24 để trực tiếp xử lý công việc và tiếp tục triển khai thi công. Công ty Tập đoàn Thuận An cũng cam kết chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về vấn đề này. Việc ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Thông tin được đưa ra mới đây cuốn hút sự quan tâm của mọi người bởi một phần sự việc có liên quan đến cái tên tập đoàn Thuận An. Cụ thể, báo Tiền Phong cho hay gói thầu xây lắp số 5 từ cầu Tân Kỳ, Tân Quý đến cầu Bưng. Trong đó, công ty Thuận An phụ trách thực hiện các hạng mục liên quan đến xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật bờ phải với giá trị hơn 77,5 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp số 6 từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương có trị giá hơn 458 tỷ đồng. Phần công việc của Thuận An tương đương hơn 53 tỷ đồng, chiếm 11,70% tổng giá trị hợp đồng. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên giai đoạn 2 được chính thức khởi công ngày 23 tháng 2, 2023, tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 4, 2025. Đây là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045 của thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản cho Tập đoàn Thuận An, mà cả Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng liên lạc với đơn vị này về vấn đề thi công dự án đường Vành Đai 3 và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Trao đổi với báo Người Lao Động, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án trên cho biết đã nhận được văn bản phản hồi của Tập đoàn Thuận An. Sau khi nhận được văn bản, Ban Giao thông có phản hồi đề nghị nhà thầu Thuận An thông tin chi tiết về pháp nhân, pháp lý, tài chính, kế hoạch hoạt động, đồng thời đề nghị nhà thầu Thuận An báo cáo chủ đầu tư kế hoạch chi tiết để bảo đảm tiếp tục triển khai thi công phần việc thuộc các gói thầu. Ban Giao thông tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra,
đôn đốc nhà thầu Thuận An duy trì nhân lực, thiết bị bảo đảm tiến độ thi công tại công trường của hai gói thầu theo điều kiện hợp đồng. Ban cũng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án dự phòng là sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng thi công còn lại của họ cho các thành viên liên danh theo điều kiện hợp đồng trong trường hợp nhà thầu này không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu hoặc không thể tiếp tục thi công trong thời gian tới. Nguồn trên dẫn lời đại diện Ban Giao thông cho biết. Tại dự án thành phần 1 đường Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố, tập đoàn Thuận An là thành viên liên danh trúng gói thầu XL5 trị giá 2.300 tỷ đồng, thời gian triển khai 1.010 ngày. Còn tại Hầm Chui, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Thuận An và thêm hai công ty nữa là liên danh trúng thầu gói xây lắp số 2 xây dựng Hầm Chui HC2 và trạm bơm có giá trị gói thầu hơn 262,7 tỷ đồng. Phó chủ nhiệm, trợ lý chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà bị bắt. Ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Hà, 48 tuổi, bị bắt theo khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự khi nhà chức trách mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết mới đây, các quyết định khởi tố, tạm giam ông Hà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Đây là diễn biến mới khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Ông Hà là cán bộ thứ tư và là người giữ chức vụ cao nhất bị bắt tính đến thời điểm này. Ông Hà, quê Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng làm thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Tài chính, hàm vụ trưởng, thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội từ tháng 5 2022. Trước đó, hôm 15 tháng 4, C03 bắt ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và cấp phó Đàm Văn Cường bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Liên quan vụ án, ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị bắt về tội đưa hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Group, tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An tham gia dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên, làm một số gói thầu Vành Đai 3, Hầm Chui Nút Giao, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Tại Hà Nội, Thuận An tham gia sửa chữa cầu Thăng Long năm 2020, cầu Vĩnh Tuy 2. Tại Bắc Giang, doanh nghiệp tham gia liên danh xây dựng cầu Đồng Việt với tổng mức gần 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn này còn tham gia xây cầu Cửa Hội qua sông Lam, Nghệ An, Hà Tĩnh, cầu Mây Chai, Hải Phòng, cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang, liên danh Thuận An thi công 7 km. Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, C03 đã yêu cầu hàng loạt địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An. Tập đoàn Thuận An thi công nhiều dự án giao thông quan trọng. Ở thời điểm năm 2019, khi tập đoàn Thuận An bắt đầu khẳng định tên tuổi, Thuận An trúng gói thầu số 01 EC khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
và thi công xây lắp toàn bộ công trình tại tỉnh Phú Yên. Gói thầu này thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2, khu đô thị Nam Thành, phố Tuy Hòa, đường Nguyễn Văn Linh. Kết quả phê duyệt ngày 27 tháng 2 năm 2019 cho thấy giá trị trúng thầu là 496 tỷ đồng. Cuối năm 2019, liên danh Hải Đăng - Thuận An tiếp tục được phê duyệt tại quyết định ngày 19 tháng 12 năm 2019. Liên danh này trúng thầu gói xây lắp số 2, xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm. Tên dự án đầu tư xây dựng công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, giá trị trúng thầu là 262 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Năm 2020, Tập đoàn Thuận An tham gia thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Tại gói này, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long được phê duyệt với giá trúng thầu là 289 tỷ đồng. Năm 2021, Tập đoàn Thuận An tham gia trong liên danh cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Sài Gòn và Công ty Xây dựng Trường Sơn trúng gói thầu số 3 thi công xây dựng đoạn km 0 đến km 20 cộng 500. Gói thầu này thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2022, Tập đoàn Thuận An cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với mức giá trúng thầu 1.132 tỷ đồng, giá gói thầu 1.133 tỷ đồng. Tham gia liên danh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn thi công gói thầu số XL2 xây dựng 3 cầu trên tuyến gồm cầu vượt đường sắt km 437 cộng 571, cầu kênh Nhà Lê km 441 cộng 813 và cầu cấm km 442 cộng 549 thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Diễn Châu km 425 cộng 900, Quán Hành km 449 cộng 300. Tham gia liên danh cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thống Nhất thực hiện hợp đồng số 36A ngày 19 tháng 6 năm 2012 về việc thi công xây dựng gói thầu số 21, thi công xây dựng 3 cầu trong giai đoạn từ km 4 cộng 485,71 đến km 6 cộng 338,10 thuộc công trình đường Vĩnh Hy, Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận. Năm 2023, liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Tập đoàn Thuận An đã trúng gói thầu số 11, thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu 2.073 tỷ đồng, giá trúng thầu 1.727 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.